đứng. Đứng lại cho tôi. Tôi nói là tôi không có đứng. Ông kia đứng lại cho tôi lại lên. Không đứng. Đứng lại. Tôi kêu ông đứng lại hoài mà ông không đứng lại là sao? Nè, tôi đứng rồi nè. Bực bội quá, mấy bữa nay ông đi đâu hoài, ông đánh bài hoài mà suốt ngày ông cứ bỏ bê gia đình hoài à. Mà trong khi đó hả, một mình tôi phải lo cho gia đình nè. Mà ông suốt ngày ông cứ lo cho 52 lá bài như vậy á. Tôi hỏi ông nè, ông yêu tôi hay ông yêu 52 lá bài? Ừ thì đương nhiên là tôi yêu 52 lá bài. Nó bà dòm cái, người ta dòm cái làm gì đứng lắc, người ta tưởng nó bà khùng cái gì á. Cái gì? Ông á là người khùng á. Sao khùng, tôi làm gì đâu khùng. Trời đất ơi, bởi vậy tao nói không, bà không có hiểu cái tâm sinh lý của mấy người đánh bài gì hết. Phải có mặt mày mà vui vẻ. Trời ơi, mới sáng bữa nào bà đứng chàng hãng, đứng ngay giữa ngay nhà. Làm sao tôi đi đánh bài ăn. Bởi vậy ra đường gặp gái là xui liền à. Gái? Ông dám nói tôi là gái á hả? Phải, tôi gái đi. Tôi mà là gái hả? Không phải, ý tôi nói đó, bà là con gái không lẽ bà đàn ông, đúng không? Nhưng mà ông với đó bà là không được. Có gì không được, bà không có lo gì, bà không biết cái gì á. Bây giờ á, bà đi nhìn xa chứ nó mệt, bây giờ nhìn gần nè, nó, đúng không? Tôi biết đi đánh bài, đem tiền về lo cho bà, rồi lo tương lai cho con nữa chứ bộ. Trời ơi, tôi với ông giống như là lửa gặp nước gì đó, không có hợp nhau. Đúng rồi, tôi là lửa, bà là nước. Hãy mở ra là bà dập tắt, dập tắt. Dập cái gì mà dập? Tôi với ông giống như chó với mèo vậy đó, gặp nhau vậy đó. Ai chó ai mèo? Trời ơi, ông muốn sao thì ông cứ vậy đi, trời tôi tội quá à. Thôi la làng đi. Thôi mệt quá đi, tôi với bà là riết được, không làm ăn gì được á. Thầy mới nói tôi rồi á, tôi là có đôi bàn tay. Bàn tay này làm lên sự nghiệp, tôi sẽ đánh bài sẽ giàu có. Giàu có? Ai nói? Ông thầy bói. Thầy bói nào? Ông thầy bói hả? Ngồi ngay bãi cỏ, cái ông mà mặc áo bông như bình hoa di động vậy đó. Bình hoa di động? Được, tôi sẽ đi hỏi ông. Thầy, tôi nghe nói là thầy linh lắm đó. Thầy nói con chó là ra con cầy, thầy nói là ra cái xinh. Mà thầy nói là con xinh, tức là con chắc chắn là đẹp rồi. Nó không phải nịnh nha, không phải khen nha. Sao con vô duyên rồi đó nghe. Sao vậy thầy? Trời ơi, mới sáng sớm mà ta coi quẻ đầu mở hàng ấy, tự nhiên tự khen mình đẹp luôn à, là sao? Thì thấy con thấy con đẹp. Ở đây làm gì? Anh con coi bói thầy. Coi bói thì nói tên nói tuổi cho thầy coi. Dạ cô coi cho chồng con. Ủa coi cho chồng cô hả? Dạ. Rồi nói tên tuổi chồng cô đi. Dạ tên chồng con họ Lý, tên Hải. Lý Hải đúng không? Ủa sao thằng này quen quá ta? À, tháng năm sinh. Dạ ngày 5 tháng 5 2015. À 2 năm nữa thằng này nó mới sinh ra. Con lộn. Con xin lỗi thầy. À chồng con là 1975. À ngày 5 tháng 5 năm 1975. Dạ. 75 là 38 tuổi. Dạ. À, 38 tuổi. Cô nhiêu tuổi? Dạ có 20. 20 tuổi. Dạ. À hôm nay đi coi bói cho chú ha. Con bói cho chồng con. À, coi cho chồng đúng không? Dạ. Trời ơi, theo quan điểm của con á là con phải lấy chồng lớn tuổi hơn con. À. Tại vì á lấy chồng lớn tuổi hơn con là chồng con mới biết chăm sóc cho con, lo lắng chiều chuộng cho con. Đúng rồi. Nhưng mà ngược lại hết đó thầy. Trời ơi, con đau lòng lắm. Ngược lại là ngược sao, nói thầy nghe coi. Chồng con suốt ngày cứ trời ơi nâng niu 52 lá bài không mà thầy ơi. Không có nâng niu gì con hết. Cái này gắt ha. Thôi được rồi, để thầy coi cho con quẻ nghe. Ừ. Coi sao thầy? Bây giờ rút cho thầy một lá đi. Rút một nam lá. Tả nữ hữu, rút tay phải. Thầy thấy gì không thầy? Rút đây. Thấy chưa? Nè, có con mắt đàng hoàng. Trời ơi, công nhận con Bích Hữu này hay ha. Móc cái ra Lý Hải liền. Trời, có trọn đời bên em nữa nè. Người số. Rồi, thầy có cô được rồi. Thầy nói cho con nghe một cái điều này rất là quan trọng. Thằng Hải này nè, trời sanh nó ra là nó có đôi bàn tay. Cái đôi bàn tay đó là để đi đánh bài.
nếu chặt đôi bàn tay chắc chắn nó sẽ đi ăn mày. Con thấy thầy bắt đầu vô duyên rồi á. Sao vô duyên? Thì dĩ nhiên là chặt đôi bàn tay thì sẽ đi ăn mày chứ sao. Mà thầy nói đúng không? Đúng. Ờ đúng thì phải công nhận thầy nói đúng chứ, phải không? Đúng rồi phải không? Nếu đúng á thì phải nghe lời thầy. Bây giờ mỗi một ngày phải về thắp nhang 24 lần trong ngày. Chi thầy? Để cầu nguyện cho thằng Hải nó sống. Nó sống hoài để nó đi đánh bài. Mà nó đi đánh bài á thì nó có tiền nó lo cho cô. Á à, rồi cô mới có tiền lo lại cho tôi. Vậy là con hiểu rồi. Ừ. Vậy là thầy là con của con. Xô dắt nách cơ ách ru ách chuồng ách bi, con hai rầu rĩ lo nghĩ bởi nó không nhà. Anh ba xạo ơi thật thà như anh Tư Huy, anh năm tuổi tí chưa vợ nằm ngủ mình ơi. Chị sao lên lên như nhánh lục bình trôi nổi, thương sao anh bãi thất vọng cho mối duyên đầu. Bà tám lăng xăng nói năng ai cũng biết, để cho anh chính vui tính thương nhớ chị. Chú bồi cơ nằm mơ ai nhủ nghe, còn chú bồi rô buồn bã nên nâu sầu. Chú bồi chuồng nụ cười tươi vui vẻ, sao chú bồi bi thơ một mình hiu quạnh bác già rồ. Vô tư như bác già chùa, cô đơn bác già bí lẻ loi một mình. Giờ quê không đi nữa, bây giờ đứng lại chơi vậy nè. Ông con, con hỏi ông sao cứ đánh bài hoài vậy? Thích. Ông yêu bài hay ông yêu tôi? Thì đương nhiên là anh yêu bài rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ông con. Ủa không. Ông nói gì vậy? Bà làm tôi nhiễm theo đó. Bà làm một hồi cái bà kêu trời ơi sư phụ này đã, tôi tưởng tôi là Tôn Ngộ Không. Tôi làm như biết tôi khỉ hai lô man đi 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 muốn làm thành người. Ông là con banh đa à có? Banh đa. Bà làm gì vậy? Bà làm kinh công hả? Công. Nói tóm lại tôi với ông không có hợp. Cái gì đâu không hợp? Tôi với ông giống chó với mèo. Đúng rồi. Tôi là mèo, còn bà là chó, bà chó là sủa. Mèo tôi dễ thương. Lửa gì nước. Đó, mặc đồ biết là lửa rồi, đây là nước nè, lúc nào cũng mát mẻ. 70% cơ thể con người là nước. Cái mầm, cái mầm. Mầm non không? Không phải. Mầm măng. Không phải. Mầm móng. Ừ, mầm móng. Mầm móng gì? Mầm móng phá hoại gia đình này. Cái gì? Bà nói sao?
là mầm móng phá hoại hạnh phúc gia đình hả? Đúng. Còn đỡ hơn bà là cái loại người mà cản trở. Bảy. Cản. Ở cảng Sài Gòn. Bảy. Cản. Cản tàu ráo máng. Vừa thôi. Cản. Tôi thích gì sao? Tôi thích từ cản qua cạn được hả? Tóm lại á nha, từ nay về sau mà ông mà còn đụng vô lá bài lần nữa nha, là tôi với ông ly thân, xong rồi ly dị. Ly dị? Thanh ơi. Mày hù cao hả? Sao mày hù cao? Ly thân thì ly dị thì ly dị, không có sợ mày. Ông không yêu thương tôi, ông không chiều chuộng tôi. Ông tối ngày chỉ biết cờ bạc thôi à. Thôi em đừng có nóng, ông bà mình nói câu nóng quá mất hồn, hiểu không? Tại em không có biết. Lấy chồng mà không hiểu chồng là một điều rất là dở. Ê nè, em cứ nhìn đi, đôi bàn tay đẹp không? Đó. Ông trời sinh anh ra là có đôi bàn tay. Ông trời nói anh nhờ đôi bàn tay này mà anh tạo dựng hạnh phúc gia đình. Thầy còn nói anh nữa đó. Thầy nói anh hay lắm. Trời ơi, đôi bàn tay của con là đôi bàn tay ngọc ngà, châu báu, vàng. Đúng rồi, đất không mà. Cầm bài đánh tuổi mà đất không vậy đó. Mà muốn thằng vui lại cho clip này nha. Quên, tại vì lo đánh bài quá quên cắt bóng tay. Bàn tay cua ơi, chứ bàn tay vàng cái gì? Cái gì, bữa nào đánh bài ăn có tiền vô đánh móng rồi vũa này nọ. Bây giờ không có tiền cho nên chưa cắt bóng tay. Tại em không biết thầy nói ha, nhờ đó bàn tay vàng, ngọc vàng, châu báu này. Thầy nào nói? Thầy này hay lắm. Thầy ở dưới bãi cỏ đó, ngồi dưới cái ba gốc cây đó, thầy mặc áo bồng bồng y như một cái vườn hoa di động. Nếu không tin cứ gặp thầy hỏi thầy đi. Bây giờ tôi đi hỏi ổng liền nè. Ok. Thầy, con nghe nói thầy coi bói hay lắm không thầy? Đương nhiên. Vậy sao thầy không cấm biển đồ ở đây cho người ta biết là ở đây có xem bói? Cái gì hay, cái gì giỏi, dù ở trong hốc, trong hẻm người ta vẫn tìm tới. Thường thường con thấy người ta coi bói, người ta mặc khăn đóng nè, mặc áo the khăn đóng. Xưa rồi. Cái này là cái phong cách của thầy. Mình phải chơi nguyên cái giường hoa di động để nó chói, nó đập vô mặt người ta, người ta mới thấy mình. Hiểu chưa? Thầy có vợ con chưa thầy? Vợ con. Ủa, đi coi bói hay là đi điều tra tội phạm? Coi bói sao hỏi chuyện đời tư của thầy chi? Nhiều chuyện quá. Coi bói phải không? Dạ. Nói tên tuổi ra. Dạ, không phải coi cho con mà coi cho người khác. Thì đọc tên tuổi người đó. Nhật Cường. À, tên Nhật Cường. Ngày tháng năm sinh. Ngày 3 tháng 3 năm 2013. À, biết rồi. Thằng này mới đẻ hôm qua. Dạ, con lộn. Ngày 3 tháng 3 năm 1973. À, năm 1973. Bởi 13 2013. 40 tuổi. Dạ đúng rồi thầy. À, cô nhiêu tuổi? Dạ con 19. 19 tuổi. Đi coi bói cho ba phải không? Con đi coi bói cho chồng con. Chồng của cô? Dạ. À, chồng của cô là cái nam mà cô mới vừa nói là Nhật Cường 40 tuổi đó đúng không? Dạ, chồng con là Nhật Cường. Số cô tốt lắm ngàn. Số cô là phải lấy chồng lớn tuổi hơn mình như vậy đó mới giàu ha, mới tốt. Mà thường thường á thầy, con nghe người ta nói á, mình lấy chồng lớn hơn mình á là sẽ được yêu thương nè, chiều chuộng nè, nâng niu nè. Mà sao con không được mấy cái đó thầy ơi? Chồng con tối ngày á cứ nhớ thương tới 52 lá bài không à. Thậm chí ông ngủ ông cũng mơ tới nữa. Sao chuộng chặt rồi. Ồ, bình thường. Heo rô, heo cơ đúng không? Dạ đúng thầy. Rồi. À, ba đôi thông. Ồ, bình thường. Tứ quý. Bốn đôi thông đúng không? Dạ đúng thầy. Ủa sao thầy biết hay vậy thầy? Cái chuyện này thì trong nghề thầy là có bói thì thầy phải biết hết tất cả mọi chuyện của con người. À, đừng hỏi nữa. Hỏi hồi nó vậy. Ai?
Móc một tấm đi. Tà nào thầy? Nam tả nữ hữu. Dạ. Hay quá. Sao thầy? Tốt. Số của nam này là rất giàu. Nhưng mà quan trọng là anh có yêu con không? Không. Nó yêu 52 lá bài hơn. À không. Ý tôi nói là nó yêu cô. Nó yêu cô, nó thương cô, vì vậy nó mới đi đánh bài. Nó đi đánh bài để nó tạo dựng sự nghiệp, lo tương lai hạnh phúc sau này. Hiểu chưa? Đó. Mà cái điều quan trọng là khi nó chết sớm thì cô phải hưởng cái gia tài này. Còn lỡ thí dụ anh không chết rồi sao thầy? Thì nó hưởng. Thì không chết thì hai vợ chồng cùng hưởng. Cùng giàu có. Thầy cũng hưởng ké. Vòng vòng vậy cũng hỏi nữa. Thì nó có tiền rồi nó lo cho cô, đúng không? Thì cô tin tưởng tôi, thì cô tới đây cô bói thì cô lo cho tôi. Đó. Như vậy thôi, vậy cũng hỏi nữa. Nói tóm lại là hàng ngày cô phải thắp nhang cầu nguyện cho nó sống. Nó sống để làm gì? Nó sống để nó đi đánh bài. Nó có tiền nó lo cho cô, rồi nó lo cho tôi nữa. Hiểu chưa? Là sao thầy? Không được có hỏi nữa. Hỏi hồi lớn là bậy bây giờ. Xô dắt nách cờ ách rô ách chuồng ách bi. Con hai rầu rĩ lo nghĩ bởi nó không nhà. Anh ba xạo ơi thật thà như anh Tư Quy. Anh năm tuổi tí chứ vợ nằm ngủ mình ơi. Chị Sáu lên đơn như nhánh lục bình trôi nổi. Thương sao anh bãi phát dòng cho mối duyên đầu. Bà Tám lăng xăng nói năng ai cũng biết. Để cho anh chính vui tính thương nhớ chị mơ. Chú bồi cơ nằm mơ ai nhủ nhớ. Còn chú bồi rô buồn bã nên nâu sầu. Chú bồi chuồng nụ cười tươi vui vẻ. Sao chú bồi bi thầm thương mà trộm nhớ thân thơ một mình hiu quạnh bác già rồ. Vô tư như bác già chùa cô đơn bác già bí lẻ loi một mình. Vô tư như bác già chùa cô đơn bác già bí lẻ loi một mình. Sư phụ, bác Tài coi. Không nhận sư phụ giỏi thiệt chứ. Giỏi thiệt. Ông nói cái kiến gì mà sao ông vợ tôi thái cổ luôn á. Bởi vì mấy người môi mỏng giỏi lắm. Mấy người nhiều chuyện á. Môi mỏng quá. Nè, ông vừa phải thôi nha. Tôi làm cho hai ông heo không cảm ơn rồi còn tự nhiên nói tôi nhiều chuyện này kia nọ. Đang khen ông á. Phải khen không? Hay lắm á nha. Có khi bạn nói á, không chừng nay mai ông có nghề làm thầy bói luôn cũng được. Biết sao không? Ông nói cách gì đó mà thanh vợ tôi trời tin ông sái cổ luôn á. Biết tôi nói sao không? Nói sao? Đơn giản thôi. À. Tôi nói trời sanh hai ông ra là có đôi bàn tay. Đúng rồi, để đi đánh bài. Đánh bài. À. Nếu mà chặt đôi bàn tay thì sẽ đi ăn mày. Đúng rồi, phải chặt đôi bàn tay mới đi ăn mày. Ông giận mày. Chặt đôi tay là tay đâu mà đi làm ăn. Đúng không? Không làm ăn được rồi phải đi ăn mày thôi. Tôi nói đúng rồi sao nói sai sao rồi, sợ. Rồi còn nói gì nữa. Còn quan trọng nữa một điều nữa. Cái điều này mới là cái điều quan trọng nè. Tôi dặn hai người hàng ngày phải thắp nhang cầu nguyện cho hai ông sống dai để đi đánh bài. Thì hai ông đi đánh bài, hai ông thắng thì sẽ được hưởng, hai người sẽ được hưởng, rồi tôi sẽ được hưởng ké. Phải nhắc nhắc vụ hưởng ké mới nhớ nè. Đưa tiền đây hai ông. Thì để cho tao nhớ. Hưởng đâu tôi dùng. Uống cà phê thôi, mày đặt lấy tiền chứ nữa. Ôi dùm sao được. Bạn bè gì mà tính. Trời ta cũng tính toán ứng. Kêu kiệt quá. Ta cũng bởi chi ta ăn bài ông nói, hôm nay thua hoài, bánh sát luôn. Không thua là chịu không có tiền đưa chứng minh nhân dân đỡ. Chứng minh cho ông. Không có tiền là chủ.
Thôi, nhưng mình đâu có ăn được đâu. Thôi đi, chứ nợ trả góp. Làm như đánh bài vậy chứ nợ trả góp. Nó ăn dầu vàng đi con tờ một đó. Đó. Khổ gì đâu. Nè, thôi, hút đi thuốc trừ. Thấy không, có cái miệng. Nè, nó 500 là tôi cũng 500 luôn á. Ừ, đó. Cái này cũng màu xanh nhưng mà màu xanh nó khác. Con này nó mềm, con này polymer. À, ừ, đó. Trời ơi, cắt cổ ớn 500. Bởi vậy có miệng sướng không? Trời, nói tí xíu à, được 1 triệu. Được 1 triệu, sướng quá. Sướng gì sướng? Cũng khổ cái bà luôn chứ sướng. Gì khổ? Khổ, tụi tôi mới khổ nè. Ông làm gì khổ? Trời đất ơi, bộ đánh đơn giản hả? Đổ mồ hôi nè, căng mắt lên. Công an mà hút. Tôi không khổ hả? Ông tôi cũng gì? Ngồi đây nè. Nhiều khi có bữa trời nắng lên cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt vậy. Rồi cũng phải canh công an chứ. Phải chi làm thầy bói thiệt á thì bị bắt đỡ tức. Lâu lâu nhảy ra làm giả một bữa lỡ bị bắt mới xui. Thôi cố đã rồi bị bắt phải rồi. Nói chuyện nó lấy tiền bỏ trong túi rồi bị đặt nó nữa. Nhưng mà nhớ giúp giùm nha ông nội. Rồi. Nè, nay mai mà ba hai bà mà có gì nghi ngờ ra nói giùm vô cái để bảo vệ hạnh phúc gia đình nha. Nếu mà hai bà có đến á ha, thì sao? Tôi sẽ nói với hai bà là bể rồi. Có gì đâu mà rớt, gì đâu mà bể. Là bể rồi đó. Gì bể? Là giống như là một cái ly mà nó rớt xuống đất á, là nó bể rồi. Là không thể nào làm lại được. Kêu cái chó dán lại được. Là mình lấy keo dán lại thì nó cũng không thể nào hoàn hảo được. Là sao không hiểu? Là sao không hiểu? Là nó túm lại là giống như cái bát nước đổ đi thì làm sao mà lại cho đầy. Nhìn hứng hả? Khác cả lương. Giờ hát cả lương chi nữa? Là tại vì hai người tới đột ngột. Tới nãy giờ rồi đột ngột. Là ai nhập không rồi, ai nhập không rồi. Nhập mệt quá, bị khùng hả? Nhập rồi. Sao tự nhiên hết cái mặt tái xanh hết vậy? Là nó túm lại. Túm lại là gì? Nó túm sao nó đại đi. Túm lại là bây giờ hai ông á đằng sau quay. Nói đại đi, hai quay. Sự nữa. Anh Dung, đưa vô đi. Vô vô con thầy bối nói hiền lắm, nói hiền lắm. Dướng vô cờ bạc rồi chị vợ nó hành chị chó vậy đó. Đã vậy còn không biết nữa chứ, đi mướn tôi mà tôi là bà con bên vợ của mấy cả, vậy mới là đời. Phi công trẻ lấy bay bà già. Nói gì hết? Không. Điều sao? Đẹp, ấy nói là xứng đôi vừa lứa. Giống hai mẹ con. Ôi, xin đi tướng ngộ ha. Tội nghiệp lắm. Thôi, vô khỏi nước, để đi, không uống nữa. Giờ đổi ý rồi. Nhà nóng em quá. Em là sao?